Chúa cùng anh chị em và cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Đoạn người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân Người bảo các ông rằng Khi đi đàn Các con đừng mang gì cả Chớ mang gậy và bị Bánh và tiền Cũng đừng mặc hai áo Các con vào nhà nào Thì hãy ở lại đó Và đừng rời khỏi nơi ấy Những ai không tiếp đón các con Thì khi rời bỏ thành đó Các con hãy vũ cả bụi chân lại để làm chứng tố cáo họ, các ông liền đi rảo khắp làng mạc, rao giảng tin mừng và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Đó là lời chúa. Lời chúa Kitô ngày khen chúa. Thương bạn chị em nhớ cách đây hai tuần khi kết thúc bài chia sẻ với ông bạn chị em về tông thư patrice cotte trái tim của người cha thì có người nhắn tin hỏi con như thế này vậy là bây giờ hết đề tài nói về thánh du xe rồi phải không con nhắn tin trả lời rằng chia sẻ cho đến hết năm đặc biệt về Thánh Du Xe cũng chưa hết đề tài về Ngài nữa. Quả thật, nếu như chúng ta chịu suy niệm về Thánh Du Xe, lấy kinh cầu Thánh Cả Du Xe ra, mỗi tuần cùng nhau chia sẻ một lời cầu trong kinh cầu đó thôi, thì đến hết năm về Thánh Cả Du Xe vẫn chưa hết đề tài hỏi thử bạn chị em có biết kinh cầu thánh du xe có bao nhiêu lời cầu không chúng ta đọc nhiều khi chúng ta không để ý cơ cơ có bao nhiêu lời cầu Hình xin mở ngoặt nói về kinh cầu thánh du xe một chút xíu kinh cầu thánh du xe được đức giáo hoàng bio 10 chuẩn nhận cho đọc trong toàn thể hội thánh vào ngày 18 tháng 3 năm một nghìn Kinh cầu này khá mới so với kinh cầu các thánh được Đức Gregorio cả chuẩn phê vào năm 590 hay là kinh cầu Đức Bà chúng ta thường đọc hơn được chuẩn phê vào thế kỷ thứ 16. Kinh cầu Thánh Du Xe lúc chuẩn phê đầu tiên có tổng cộng 25 lời cầu cho tới ngày 1 tháng 5 vừa qua thì Đức Thánh Cha Francisco đã thêm vào kinh cầu này bảy lời cầu nữa. Như vậy có tất cả là 32 lời cầu, không kể những lời cầu mở đầu và những lời cầu kết thúc. Vậy thì nếu như chúng ta mỗi tuần cùng nhau chia sẻ một lời cầu thôi thì đến hết năm vẫn chưa hết. Ngày hôm nay còn xin mời gọi ông bạn chị em chúng ta cùng nhau chia sẻ và suy niệm về tên của thánh cả du xe chỉ cần suy niệm về tên của thánh cả du xe thôi thì chúng ta sẽ có tổng cộng chắc có lẽ là bảy tám buổi chia sẻ với nhau bởi vì khi suy niệm về tên của thánh cả du xe có thể chúng ta suy niệm về ngữ nghĩa của cái tên ngài hoặc là chúng ta có thể suy niệm về những đức tính mà cái tên gọi của ngài diễn tả hôm nay con xin mời ông bạn chị em suy niệm tên gọi của ngài theo ngữ nghĩa Thương bạn chị em nói tới tên gọi mỗi người chúng ta khi sinh ra đều được cha mẹ đặt cho mình một cái tên không có nói tên không có nói tới những cái tên gọi là à, biệt danh hay là bí danh chẳng hạn như là anh bảy chị mười hay là cu tèo cu tí mấy cái tên đó không gọi nhưng mà chúng ta nói đến những cái tên khai sinh do cha mẹ đặt cho khi mà đặt tên cho con mình thì người cha người mẹ nào cũng chọn lựa rất kỹ càng có người khi mang thai biết mình mang thai đứa con thì đã bắt đầu chọn lựa cho đứa con của mình một cái tên và cái tên đó phải là đẹp đẹp trong cách gọi lẫn đẹp trong cái ý hướng tương lai cho đứa trẻ chẳng hạn như con được cha mẹ đặt tên là Trần Tử Hiếu Đi học Bạn bè nó chọc Nó nói đặt tên gì kỳ cục Chết Hiếu Con về con nói với cha mẹ của con nói, Bạn bè nó nói cha má đặt tên sao mà Kỳ đặt tên là Chết Hiếu Cha má con nói với con không phải là Chết Hiếu đâu Mà là Tử này không phải là tử chết Mà là tử con Muốn cho con trở thành một đứa con có hiếu của dòng họ Trần Thương bạn chị em Thật vậy khi đặt tên cho con mình Cha mẹ muốn con mình sẽ trở thành một cái người như tên mà mình đặt để Thánh Kinh được viết trong ngôn ngữ của Á Đông Cho nên Thánh Kinh cũng dùng cái nét văn hóa của Á Đông trong cách viết. Vì vậy mà những tên gọi, nhất là những tên gọi được Chúa đặt cho, sẽ mang ý nghĩa, nó gắn liền với con người và sứ mạng của cái người mang tên đó. Chẳng hạn như Abraham, có nghĩa là cha của nhiều người. Hay Yu hay là giê có nghĩa là đứng cứu độ hoặc là tên Maria có nghĩa là biển đắng cay hay là ngôi sao biển. Còn tên Thánh Du Xe có nghĩa là gì thưa ông bạn chị Trong tiếng Việt của chúng ta gọi là Du Xe nhưng theo nguyên ngữ của tiếng Do Thái phải đọc là Joseph bởi vì đây là cách viết tắt của từ Joseph được ghép bởi hai từ Jave và Osep có nghĩa là xin Thiên Chúa gia tăng cho thêm như là bà Ra khen vợ của ông Gia Cốp khi bà sinh ra đứa con và bà đã đặt tên cho đứa con đó tên là du xe và bà cầu xin thiên chúa lời cầu như thế này xin chúa thêm cho tôi một đứa con trai khác khi đặt tên cho con mình là du xe bà ước muốn xin thiên chúa ban thêm thêm cho mình một đứa con trai khác và thiên chúa đã nhậm lời bà cho bà một đứa con trai nữa được đặt tên là benjamin như vậy thương bạn chị em Tên du xe Có nghĩa là Thiên Chúa làm gia tăng Thiên Chúa cho thêm Vậy thì ông Thánh du xe Được Chúa làm gia tăng Chúa cho thêm cái gì? Xin thưa Thiên Chúa đã để cho Thánh du xe Được gia tăng thêm những nỗi đau khổ và khi thánh du xe càng gặp nhiều đau khổ thì thiên chúa ban thêm thật là nhiều ơn thiên của ngài để giúp cho thánh du xe vượt qua những đau khổ mà ngài đã gặp phải đọc trong thánh kinh chúng ta sẽ thấy rõ về điều đó thánh du xe hết chịu bối rối phân dân lo lắng về cái bào thai mà Đức Maria mang cho đến phải chịu cảnh thiếu thốn lạnh lẽo khi Đức Maria sinh con ở cánh đồng Bethlehem. Rồi hết phải khăn gối chạy trốn một cách nhanh chóng khỏi đất Israel sang đất Ai Cập trước sự lùng bắt của Herodê cho tới phải hồi hương trở lại Israel với bàn tay trắng chẳng có gì hết lần khổ này tới lần cực khác nhưng mà rồi mỗi lần thánh du xe chịu cực chịu khổ như vậy chúa càng ban thêm ơn để giúp cho thánh du xe vượt qua những khó khăn thử thách và chính vì Chúa thiếu ban ơn thêm như vậy mà thánh du xe đã hoàn thành sứ mạng của mình bảo vệ thánh gia khỏi những khó khăn thử thách và đã làm tròn sứ mạng của mình thương bạn chị em không những thánh du xe được chúa ban thêm mà chính Thánh Du Xe cũng ý thức sống tròn cái ý nghĩa tên gọi của mình trong đời sống của mình. Thánh An Bách -tô Ma -nhô khi nói về ý nghĩa tên Thánh Du Xe, Ngài đã nói như thế này. Tên Du Xe có nghĩa là tấn tới thêm. Tên ấy xứng với Thánh Du Xe mội đàn vì không những Ngài đã được Chúa chọn gọi làm người cộng tác trong công trình cứu độ và ban cho Ngài nhiều ơn ích. Mà Ngài còn đã tấn tới trên đường nhân đức trọn lành. Do đó, Ngài đã làm cho tên của Ngài thành danh tiếng tốt và được mọi người yêu mến. Như vậy, Thánh Du Xe không chỉ được Chúa làm tăng thêm ân sủng, mà chính Ngài cũng đã làm cho mình tấn tới trên con đường nhân đức trọn lành. Qua đó chúng ta thấy Ngài đã sống trọn ý nghĩa tên gọi của Ngài. Chúng ta dừng lại ở đây để nhìn lại mỗi người chúng ta thương bạn chị em. Mỗi người chúng ta khi sinh ra trong cuộc trần này cũng có những tên gọi tên gọi trước tiên là tên gọi cha mẹ đặt cho mình và mong muốn mình trở thành như tên gọi mà cha mẹ đã đặt cho ai cũng được đặt cho một cái tên gọi rất đẹp nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có sống đẹp như tên gọi của mình hay không đừng có tên gọi đẹp quá nhưng mà trong cách sống hỏng đẹp chút nào ngoài cái tên gọi cha mẹ đặt cho chúng ta còn được một cái tên giáo hội đặt cho khi chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội đó là tên thánh của mỗi người chúng ta ai trong chúng ta cũng có một tên thánh và mỗi vị thánh đều có những cái nhân đức tốt lành khiến cho mỗi người chúng ta noi theo, nhìn ngắm để mà noi theo. Chúng ta có biết ngắm nhìn những nhân đức của các ngài để chúng ta noi theo ngõ hầu chúng ta sống đẹp như là vị thánh bổn mạng của mình hay không? Và đặc biệt thương bạn chị em, tất cả mỗi người chúng ta đều có một cái tên chung mà người ta vẫn gọi đó là Kitô hữu. Ai cũng gọi chúng ta là những Kitô hữu, có nghĩa là người có Chúa Kitô. Nhưng mà chúng ta có ý thức tên gọi của chúng ta để sống làm sao Chúa Kitô hiển hiện trong cuộc đời của mình hay không? Hay là chúng ta mang danh Kitô hữu nhưng mà nhìn thấy chẳng có Chúa Kitô đâu cả. Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương bắt trước Thánh Du Xe sống trọn vẹn tên gọi mà cha mẹ giáo hội hay là Thiên Chúa đặt cho mỗi người chúng ta khi chúng ta bước vào trong cuộc trần này. Amen.